Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay ngày 13 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý 2 năm 2022. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 và phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Dịch COVID-19 ở Hưng Yên giảm mạnh. Sẵn sàng tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lớp học được tổ chức trong 3 ngày với sự tham gia của 190 học viên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về các nội dung như tình hình thời sự quốc tế và trong nước, trong tỉnh, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta, nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội trong tình hình mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội và phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh vị thế, vai trò quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong các thời kỳ, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian học tập, các học viên cần nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm, tích cực trao đổi thực tiễn trên cơ sở các nội dung được truyền đạt để đúc rút kinh nghiệm đối với công tác mặt trận tại cơ sở. Đồng thời, đề xuất kiến nghị những khó khăn vướng mắc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giải quyết kịp thời. Đối với các báo cáo viên, giảng viên cần tích cực đổi mới phương thức giảng dạy, lấy học viên là cán bộ mặt trận và công tác mặt trận ở cơ sở làm trung tâm để truyền tải thông tin một cách ngắn gọn, dễ hiểu những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản biện xã hội, dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương, 49 điều với các nội dung quy định điều chỉnh việc thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, quy định trách nhiệm của thanh tra nhân dân, bảo đảm và thực hiện quản lý nhà nước về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất luật đã bám sát với thực tế, đồng thời đề xuất bổ sung và điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo luật như cần công khai các kế hoạch, hoạt động liên quan đến đời sống dân sinh ngay từ bước xây dựng dự thảo. Kế hoạch để nhân dân được bàn bạc góp ý, quy định rõ hơn quyền trách nhiệm giám sát của nhân dân trong giải quyết những bất cập phát sinh ở cơ sở, cụ thể hóa quyền hạn và trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân, bổ sung quy định về khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ngày 12 tháng 4 tại huyện ủy Văn Lâm, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý 2 năm 2022. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu trong quý 2, công tác tuyên giáo trên toàn tỉnh cần tập trung tham mưu cấp ủy, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đảm bảo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương cơ sở để nâng cao hơn nữa tính dự báo thông tin tuyên truyền, tham mưu hiệu quả với cấp ủy về công tác tuyên giáo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hiểu sâu, nắm rõ tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Sáng nay, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Toàn quốc 2022.
Hội báo toàn quốc 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Đây là ngày hội của giới báo chí cả nước, đồng thời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, là dịp tôn vinh thành tích các cơ quan báo chí, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng. Hội báo có hơn 106 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các tác phẩm báo chí tiêu biểu của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Hội báo toàn quốc 2022 có các hoạt động như trưng bày 100 năm báo Le Paria, Người cùng khổ, triển lãm ảnh báo chí Những nẻo đường xuân, diễn đàn Vấn đề hôm nay, Chuyển đổi số, tọa đàm Chuyện nghề, Hai chữ nhân văn, chương trình ca nhạc Giọng hát hay những người làm báo. Hội báo diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4. Sáng nay, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 và phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động liên quan đến ăn uống tập trung đông người bị hạn chế. Nhiều địa phương phải cách ly phong tỏa gây ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Việc giám sát mối nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm được linh hoạt điều chỉnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm phát hiện trên 700 cơ sở có vi phạm, xử phạt 214 cơ sở trên 740 triệu đồng. Tiếp tục duy trì nhiều mô hình chuỗi sản xuất, bếp ăn tập thể an toàn. Trong năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc tập thể nào. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay có chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Tháng hành động an toàn thực phẩm năm nay thuận lợi là cái dịch Covid-19 đã giảm thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi, hăng say sản xuất và tích cực là làm tốt cái công tác an toàn thực phẩm để phục vụ nhiều cá sạch, đảm bảo đời sống của nhân dân hạnh phúc là cho đi. Chúng tôi sẽ luôn luôn là lấy cái công tác an toàn thực phẩm là số 1. Để đảm bảo an toàn thực phẩm tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất nhiều khía cạnh. Thứ nhất là cái vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên ngành, nhưng cái cơ bản vẫn là người sản xuất, họ sẽ phải đưa ra những cái tiêu chí sản xuất để làm sao mà đáp ứng được điều kiện quy định về an toàn và cũng sẽ từng bước xây dựng những cái thương hiệu, cái giá trị cho sản phẩm. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các ngành địa phương cần cập nhật Nghị định 124 của Chính phủ về tăng mức xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm, cũng như phân định rõ quyền hạn của các cơ quan chuyên môn. Trong năm 2022, chất lượng quản lý an toàn thực phẩm phải được nâng cao hơn nữa, từng bước phải giải bài toán nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu thực phẩm sạch ngày càng tăng. Thì cùng năm 2022 cái chất lượng và cái quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh là phải được nâng lên. Sau tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là mô hình ấy, đấy thì bắt đầu đến lúc mà phải triển khai diện rộng. Tức là cái mô hình ta nói với nhau nhiều lần rồi. Nha, thì từ cái chuyện sản xuất nông nghiệp, chuyện giết mổ đến chuyện chăn nuôi tập trung, tức là từ tất cả những cái thứ đã được kiểm nghiệm rồi thì ta phải nâng diện rộng. Chứ không còn mẫu nữa, không còn là cái chuyện là cái thí điểm nữa. Là đương nhiên là mở rộng nhưng mà phải trên cơ sở quy chuẩn của các mô hình đã được tổng kết, tiếp cận các kế hoạch về chuyển đổi số của ban dân tỉnh để làm sao đó mà từng ngành là xây dựng cái cơ sở dữ liệu, mà trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành mình đấy thì chú ý đến một cái nội dung mà trong cái ban chỉ đạo liên ngành hôm nay có yêu cầu đấy là gì, tức là cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành trong thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm, các địa phương cần chủ động tổ chức các hoạt động truyền thông trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Kết quả thanh tra kiểm tra cần cung cấp kịp thời cho cơ quan báo đài để đăng tải công khai các cơ sở có vi phạm cũng như cơ sở làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Hoàn thiện công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều, đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão, chủ động chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão là những nội dung cơ bản của chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, bão năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành cơ quan đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc trọng tâm sau đây.
hoàn thiện công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều, huy động mọi nguồn lực để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có đê kiểm tra, đánh giá hiện trạng chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê đối với từng tuyến đê, từng trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Tùy theo tình hình thực tế, tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót tồn tại. Chỉ đạo kiểm tra các xã, phường, thị trấn ven đê, tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố xảy ra, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và tổng hợp báo cáo thường xuyên kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ đạo tổ chức phát quang mái đê, chân đê trong phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn để phục vụ công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý các sự cố đê giờ đầu trong mùa mưa lũ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão và lực lượng hạt quản lý đê chuyên trách tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kịp thời phát hiện và báo cáo phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan để kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt đối với các phương tiện tham gia giao thông trên mặt đê tả sông Hồng, sông Luộc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có đê chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xử lý các vi phạm trong hành lang bảo vệ đê, vi phạm ở mái đê như việc trồng cây cảnh, hoa màu ở mái đê, đổ rác thải ở mặt đê và mái đê, bốc xếp vật liệu xây dựng ở bãi sông, hoạt động trái phép, hoạt động không phép. Theo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, trong một tuần qua, số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh giảm xuống dưới 500 ca một ngày. Số ca bệnh nặng ở mức rất thấp và liên tiếp nhiều ngày qua không ghi nhận ca tử vong. Hiện toàn tỉnh còn quản lý điều trị cho trên 17.000 bệnh nhân F0, có hơn 350 ca phải điều trị tại các cơ sở điều trị tập trung. Trong đó chỉ có 13 bệnh nhân nặng, chiếm chưa đến 0,08% số bệnh nhân đang quản lý. Lũy kế qua tất cả các đợt dịch, toàn tỉnh ghi nhận 100 ca tử vong liên quan đến COVID-19, chiếm 0,04% số ca mắc. Trong đó, 98% là người có bệnh nền, 66% chưa tiêm vaccine do không đủ điều kiện tiêm, tuổi trung bình trên 73 tuổi. Về đánh giá cấp độ dịch, hiện toàn tỉnh không còn địa phương nào ở cấp độ 4, còn 75 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3, chiếm gần 47%. Nhìn chung, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang xuống thấp điểm và tiếp tục được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt. Hiện nay, các cơ sở y tế, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi có vaccine. Có con đang theo học lớp mẫu giáo 5 tuổi, chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hương, huyện Yên Mỹ rất vui trước thông tin con sẽ sớm được tiêm vaccine COVID-19. Theo chị, việc sớm tiêm vaccine cho trẻ là cần thiết, nhất là khi dịch bệnh vẫn đang phức tạp, trong khi nhận thức về thực hiện 5K trong phòng dịch của các con hạn chế. Ban đầu chúng tôi cũng rất là lo lắng cho con, thế nhưng mà khi mà đọc được các thông tin, nhất là trên trang thông tin COVID-19 của chính phủ, thì tôi nhận thấy rằng là cái việc mà tiêm chủng cho trẻ là một điều rất cần thiết, tạo ra được cái kháng thể cho con và giúp con bảo vệ trước COVID-19. Trong cái quá trình tiêm chủng thì nên có những cái hướng dẫn cụ thể đối với cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh nắm được và thực hiện sau khi mà con tiêm chủng về, để tránh những cái trường hợp không may xảy ra.
tiêm vaccine để phòng dịch và con được đến trường là mong mỏi chung của phần lớn phụ huynh. Ngay từ đầu năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền để cha mẹ học sinh hiểu tầm quan trọng của việc bao phủ vaccine, tiến hành khảo sát lấy ý kiến, phát phiếu đăng ký tiêm chủng. Nhiều trường có tỷ lệ phụ huynh đăng ký rất cao như trường tiểu học thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Ban đầu thì phụ huynh học chưa hiểu rõ, cứ nghĩ là con em mình bị nhiễm Covid dưới 3 tháng thì không đăng ký cho con em mình tiêm. Đến khi nhà trường giải thích nếu như thấy tiêm phòng chống Covid-19 là cần thiết thì cứ đăng ký cho con em mình tiêm. Cơ quan y tế sẽ xác định xem là thời điểm nào là đủ điều kiện để tiêm. Chính vì thế mà phụ huynh học sinh thì người ta cũng đã hiểu tỷ lệ học sinh đồng ý tiêm của trường tiểu học thị trấn Ân Thi là 88,5%. Ngày 9 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên bố trí điểm tiêm tại các trường học. Dù chưa có lịch tiêm cụ thể, nhưng nhiều trường học đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để tổ chức tiêm vaccine an toàn. Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như là phòng tiêm, đội ngũ cán bộ giáo viên hỗ trợ cái công tác tiêm, ví dụ như là làm công tác viết phiếu này, rồi công tác giãn cách cũng như là hướng dẫn phụ huynh học sinh mang con đến tiêm. Đến thời điểm này thì nhà trường rất là sẵn sàng. Chúng tôi đang triển khai vấn đề các điểm tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bố mẹ người giám hộ bắt buộc là phải đưa các cháu đến. Thứ nhất là vấn đề để đảm bảo vấn đề vệ sinh, đảm bảo vấn đề phòng bệnh, thực hiện 5K cho các cháu. Tháng 4 và tháng 5 sẽ bắt đầu triển khai tiêm. Tại tỉnh Hưng Yên, dự kiến trong quý 2 năm 2022, gần 162.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng phần lớn những người nhiễm virus SARS-CoV-2 đều gặp phải tình trạng ho, khó thở, mệt mỏi kéo dài. Đây chính là các triệu chứng hậu COVID phổ biến khiến nhiều người lo lắng. Để cải thiện tình trạng trên, mời quý vị và các bạn theo dõi hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Vũ Văn Thành, phụ trách đơn vị điều trị COVID-19, Bệnh viện Phổi Trung ương. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 10 đến 20% số ca nhiễm bị ảnh hưởng lâu dài bởi hội chứng hậu Covid. Khi sức khỏe suy giảm sẽ tác động nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng công việc. Tinh thần của người bệnh cũng trở nên sa sút, không ổn định. Hay gặp nhất là đau đầu, những cảm giác như là nó choáng váng, rồi là mệt, đặc biệt là yếu cơ. Thì đấy là những cái hội chứng hậu Covid. Lý do là khi mà chúng ta mắc Covid, bản thân cái con virus này nó cũng ảnh hưởng tới hệ thần kinh nhu, rồi là ảnh hưởng tới hệ thần kinh cơ. Đa số người nhiễm bệnh đều có nguy cơ gặp phải hội chứng hậu Covid, trong đó bao gồm cả người không triệu chứng, người bệnh thể nhẹ cho tới thể nặng phải điều trị tích cực. Để giảm thiểu triệu chứng hậu Covid, bệnh nhân cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Đó là một cái hội chứng mà chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp được nó, sắp xếp kế hoạch công việc trong ngày một cách hợp lý, có thời gian nghỉ và có thời gian làm việc đúng giờ. Hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện tử. Rời bỏ hết tất cả cái dụng có, tắt hết điện và tắt đèn chúng ta đi ngủ. Về mệt mỏi yếu cơ thì mình phải tăng cường cái vận động, chế độ ăn uống thì cũng rất là quan trọng. Trước mắt chúng ta sử dụng cái sản phẩm, những vitamin, đặc biệt là dầu cá omega 3. Nếu có mệt mỏi và chuột rút nữa thì chúng ta nên sử dụng thêm cái chế phẩm vitamin D. Còn nếu chúng ta cứ điều chỉnh như vậy mà chưa được thì đi khám để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm một số những cái sản phẩm. Theo bác sĩ, sau khi điều trị từ 12 đến 14 ngày các triệu chứng không thuyên giảm, bệnh nhân mới nên đi khám tại các cơ sở y tế thành lập phòng khám hậu COVID-19. Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam vừa khai trương văn phòng kinh doanh tại tầng 4 số 1 khu nhà ở phố mới Văn Giang, huyện Văn Giang. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phân phối của FWD nhằm đưa bảo hiểm đến gần hơn với người dân tại các địa phương trong cả nước. FWD Việt Nam được thành lập vào năm 2016 và là thành viên của tập đoàn bảo hiểm FWD, có phạm vi hoạt động rộng khắp châu Á và đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp chất lượng cao. Với số vốn điều lệ 18.546 tỷ đồng, FWD Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam tính theo vốn điều lệ. FWD là công ty bảo hiểm khác biệt. Với tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm, công ty hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm.
sản phẩm của FWD mang tính quyền lợi đột phá, ưu việt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Văn phòng kinh doanh FWD Việt Nam tại Hưng Yên đi vào hoạt động không những phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty mà còn đáp ứng nhu cầu được tham gia bảo hiểm của người dân trên địa bàn tỉnh, dễ dàng tham gia và trải nghiệm các sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu và sáng tạo của FWD. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko hôm 12 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đàm phán Nga và Ukraine đã đi vào ngõ cụt và Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Tổng thống Putin cho biết Ukraine đã đi chệch hướng khỏi những cam kết được đưa ra trong vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3. Do vậy, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine lại rơi vào ngõ cụt. Tổng thống Putin khẳng định chiến dịch quân sự của Nga tại nước này vẫn tiếp tục cho đến khi Moscow thành công. Tổng thống Putin cũng tuyên bố lực lượng Nga tại Ukraine đang hỗ trợ các nước Cộng hòa tự xưng tại vùng Donbass. Ông cho rằng Nga buộc phải làm như vậy vì chính quyền Kiev, với sự hối thúc của phương Tây, đã từ chối tuân thủ thỏa thuận Minsk để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các vấn đề liên quan tới Donbass. Cảnh sát New York, Mỹ thông báo đã xác định được nghi can xả súng ga tàu điện ngầm Brooklyn khiến 29 người bị thương. Theo cảnh sát New York, nghi phạm là một nam giới 62 tuổi. Người này được nhận định chính là kẻ đã mặc áo công trường xây dựng màu cam và đeo mặt nạ phòng độc, ném lựu đạn khói trước khi xả súng vào một toa tàu điện ngầm ở Brooklyn sáng 12 tháng 4, khiến ít nhất 29 người bị thương. Cảnh sát New York cho biết kẻ xả súng đã bắn 33 phát đạn và tại hiện trường họ thu hồi được một khẩu súng ngắn, 3 băng đạn và một chiếc rìu. Cảnh sát cũng tìm thấy tại hiện trường nhiều thiết bị tạo khói, pháo hoa cùng một thẻ tín dụng. Vụ xả súng xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các biện pháp kiểm soát với súng ma, loại vũ khí được tư nhân lắp ráp và gần như không thể truy vết khi được sử dụng trong các vụ án. Cảnh sát London, Anh thông báo đã gửi giấy phạt tới vợ chồng Thủ tướng Anh Boris Johnson, Bộ trưởng và hàng chục quan chức khác vì đã vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19 tại Anh trước đây. Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận ông Boris Johnson và phu nhân cùng Bộ trưởng Tài chính Anh, ông Rishi Sunak, đã được cảnh sát thông báo về quyết định phạt. Trước đó, cảnh sát Anh đã xem xét 12 vụ tập trung tiệc tùng đông người tại văn phòng Thủ tướng và nơi ở của ông trong thời gian Anh phong tỏa toàn quốc năm 2020. Vụ việc này đã gây bức xúc trong dư luận Anh vì vào thời điểm đó, người dân bị cấm ra ngoài, không được tập trung đông người hay gặp gỡ người thân, bạn bè. Truyền thông Anh nhận định việc phạt Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng nhiều quan chức khác trong nội các là một động thái chưa có tiền lệ, ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín và tư cách lãnh đạo đất nước của ông Johnson. Quốc gia Nam Á Sri Lanka vừa tuyên bố vỡ nợ sau khi không còn đủ dự trữ đô la Mỹ để thanh toán các khoản nợ nước ngoài. Theo đó, Sri Lanka thông báo sẽ tạm dừng thanh toán nợ nước ngoài vì quốc gia này cần sử dụng lượng dự trữ đô la Mỹ ngày càng cạn kiệt để mua thực phẩm và nhiên liệu. Sri Lanka nợ tổng cộng 51 tỷ đô la Mỹ và phải trả khoảng 4 tỷ đô la Mỹ nợ nước ngoài trong năm nay, bao gồm 1 tỷ đô la Mỹ vào tháng 7. Nhưng dự trữ ngoại hối của nước này chỉ ở khoảng 1,93 tỷ đô la Mỹ vào tháng 3. Bộ Tài chính cho biết Sri Lanka đã rơi vào tình cảnh thảm khốc như vậy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tác động của cuộc chiến ở Ukraine. Sri Lanka cũng đã chứng kiến làn sóng biểu tình bạo lực kể từ giữa tháng 3 khi hàng nghìn người xuống đường bày tỏ sự tức giận về tình trạng thiếu lương thực và năng lượng trong bối cảnh lạm phát kỷ lục. Hạ viện Indonesia ngày 12 tháng 4 đã thông qua dự luật liên quan đến phòng chống nạn bạo lực tình dục, một dự luật được đánh giá là mang tính bước ngoặt tại quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Dự luật tội phạm bạo lực tình dục được thông qua sau 6 năm thảo luận và vượt qua nhiều vướng mắc tranh cãi. Luật này sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho các nạn nhân tìm lại công lý và xóa bỏ nạn bạo lực tình dục. Theo luật mới, định nghĩa về bạo lực tình dục được mở rộng, bao gồm cả quấy rối tình dục về thể xác lẫn lời nói, tra tấn tình dục, ép buộc tránh thai, cưỡng bức triệt sản, cưỡng ép kết hôn, nô lệ tình dục, quấy rối tình dục qua mạng. Dự luật ra đời trong bối cảnh nạn bạo lực lạm dụng tình dục ngày càng nhức nhối. Và trong 2 năm qua, khi COVID-19 hoành hành, quốc gia Hồi giáo này cũng đã ghi nhận số trường hợp bạo lực tình dục tăng vọt. Thưa quý vị và các bạn, cứ bước vào mùa mưa hàng năm, Cuba lại phải đối phó với nạn cua đỏ
khi hàng triệu con cua di tản qua quãng đường hàng chục km để đến nơi sinh sản, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân địa phương, song cũng tạo ra một cảnh tượng kỳ thú với du khách quốc tế. Du khách khi đến với Cuba vào thời điểm này sẽ chứng kiến hàng triệu con cua đỏ xâm chiếm quanh khu vực vịnh Quan Lợn. Chúng xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn trên các con đường, bờ biển hay nhà dân. Du khách quốc tế rất thích thú với cảnh tượng này, nhưng người dân địa phương thì lại thấy khá phiền toái. Mùi từ những con cua bị chết do xe cộ chèn qua khá khó chịu và ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.